Hôm nay bên cửa hàng của mình á thì nhận một cái chiếc 155 ha các bạn. Thì cái chiếc này không phải là bảo dưỡng đâu, mà là nâng cấp động cơ. Theo như nhiều bạn mà chủ xe rin á thì kêu là mấy ông cứ khôn hơn mấy kỹ sư hãng. Nhưng mà mấy bạn quên một vấn đề rất là quan trọng, đó chính là chủ xe người ta có tiền, người ta thích thì người ta gắn. Đấy, cho nên là mình cũng không cần phải ý kiến đâu. Còn ví dụ như mình cảm thấy là thích đi xe zin thì mình cứ đi xe zin thôi. Còn nếu như mà muốn đi xe độ mạnh mà muốn dắt bộ thì mình cứ đổ. Cái đó là ở chỗ nào nha, chứ còn chỗ này độ xe không có dắt bộ đâu các bạn, mà độ xe chỉ có bay thôi chứ không có chạy luôn. Xe mà nâng cấp động cơ á thì cho dù các bạn có nhiều tiền hay là tiền ít ít thì chủ yếu là làm nó chất lượng nó tốt thì mình chạy chứ mình không có dắt bộ. Các bạn đừng có quan niệm là tiền mà càng nhiều á thì xe càng ngon là không đúng nha. Tiền nhiều là chưa chắc là đã ngon đâu. Thì cái chiếc 155 này mình sẽ nâng cấp động cơ. Cái này là của một người bạn của mình, hỗ trợ nhau để nâng cấp động cơ chơi thôi chứ không có làm thương mại nha. Và làm xe theo cái kiểu nâng cấp động cơ như thế này á, chủ yếu là mình sẽ trải nghiệm một cái chiếc xe nó mang cho chúng ta cái cảm giác phấn khích trên những cái cung đường đi tour, tiếng bô lực rồi tiếng máy nghe nó hầm hố hơn, rồi tăng tốc nó cực kỳ là đã, khác hoàn toàn với cái việc là các bạn bỏ ra một cái số tiền mua một chiếc xe phân khối lớn, ví dụ như trong khoảng 300cc thì bây giờ các bạn mua chiếc xe cũ tầm khoảng đâu đó 60-70 triệu, ví dụ như chiếc MT03 chẳng hạn đi, nó là 300 phân khối đúng không. Nhưng mà với một cái con 155 mà làm lên một cái động cơ khoảng 250-300cc chạy nó khác hoàn toàn nha các bạn. Mà một cái chiếc MT03 không thể nào đem lại cho các bạn một cái cảm giác đó được. Bởi vì sao? Cái trọng lượng của xe nó nặng, và cái thiết kế của xe nó không có giống như là một cái chiếc Exciter. Cho nên nó, nếu như mà mình muốn có một cái sức mạnh của một cái chiếc xe mang cái hình dáng 155 nhưng mà một cái trái tim nó lớn, thì chỉ có một cách, đó là nâng cấp động cơ thôi. Chứ còn cái việc mà chúng ta bỏ ra một cục tiền để mà mua một chiếc xe 300-400cc chạy, nó lại là khác nữa rồi. Nó không có mang lại cho mình cái cảm xúc. Còn về cái việc mà có dắt bộ hay không á, thì đi xe dù là xe zin hay là xe độ gì, nếu mà lủng bánh xe thì vẫn đều là phải dắt bộ thôi các bạn, cho tới lúc mà các bạn giá được. Còn nếu như mà các bạn không muốn dắt bộ thì mình sẽ mua cái bộ giá đem theo nha. Còn về cái máy, nếu như mà nó trục trặc ở trên đường mà chúng ta đi á, tại sao các bạn lại dắt bộ trong khi các bạn có thể kêu một chiếc xe 1,5 tấn để chở về, đúng không? Cho nên nếu như mà các bạn muốn dắt bộ là do các bạn thôi. Còn thật sự ra nếu mà nó không chạy được thì chúng ta kêu xe chở về là bình thường. Cái cục máy này đã đi gần 30.000 cây rồi các bạn, thì các bạn chủ xe là mới quyết định là nâng cấp động cơ. Và cái xe này bản thân của nó là cũng đang đi cái kiểu như là cam xăng nồi sẵn rồi các bạn, đi cũng một thời gian tương đối dài rồi. Thì bây giờ thay vì là bảo trì bảo dưỡng thì bạn muốn là nâng cấp động cơ để trải nghiệm. Đây à, các bạn nhìn thấy cái họng nạp không, có chút xíu đúng không. Mai mốt á, mà mình có đồ của cái máy này á, lúc đó mình sẽ quay thêm cho các bạn xem. Thì đây cũng giống như là phần 1 vậy đó, thì phần 1 của mình sẽ quay những cái gì zin cho các bạn xem. Cái họng nạp có chút xíu đúng không, mai mốt cái họng nạp của cái đầu mà nâng cấp á, nó bự bằng cái dành ở ngoài này luôn nè, nó to như thế này luôn đó. Cái họng nạp to thì nó mới là xăng gió vô mới nhiều, xúc bắp phải xúc bắp lớn, rồi lòng mà lòng lớn nha. Cái máy này thì làm cỡ 65 cộng thôi các bạn, chứ không có làm to hơn. Tại vì thực tế á, mình thấy cái cấu hình là từ 65 cho tới 68 á, là đủ chạy rồi, không cần gì mà phải làm lên tới 7 máy đâu. Tại vì cái máy mà nó càng to á, thì cái độ mà rung của cái máy nó càng lớn. Rồi khi mà chúng ta mà chạy nhanh á, những cái máy lớn á, nó sẽ không có đảm bảo về cái mặt độ bền. Còn nếu như mà các bạn làm máy lớn mà các bạn chạy tốc độ mà nó trung bình không á, thì mắc gì mình phải làm cái máy lớn, trong khi
mình làm từ 65 tới 68 là đã dư chạy rồi. Và ở cái mức đó thì cái máy nó sẽ ok hơn, nó bền hơn và chi phí nó sẽ thấp hơn.